Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại video của Đức Cùn TV trong buổi chiều ngày hôm nay. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình có vài chiếc Samsung Tab, máy toàn máy ngon thôi, và 11 Tab này, máy ngon này, hoặc là 11 Pro Max, máy zin full đẹp. Thì anh em cần chiếc nào thì inbox cho mình chiếc đấy nhá. Đó, XN Max này, trước mắt 7 Plus, 8 Plus, Oppo, và toàn những giá máy ngon rẻ. Anh em cần chiếc nào thì book cho mình chơi trước đấy. Rồi thì iPad, Samsung. Đấy, anh em cần thì book luôn cho mình nhá. Thì để mở đầu trong video ngày hôm nay, đó là một chiếc tab Samsung giá rẻ nhá, cực kỳ là rẻ. Chiếc này là tab Samsung T này, là chiếc T285 giá 900.000, mở hàng luôn. Các bạn xem phim hoặc cho con cái ăn cơm thì cực kỳ là ok. Ok nhá. Chiếc thứ hai trong video cũng là một chiếc này, chiếc tab Samsung nó bị vỡ kính. Anh em lấy về trong này có màn hình, mình bán giá bằng giá linh kiện thôi. Màn hình lên vẫn dùng bình thường. Giá 1 triệu tròn. Đấy. Chiếc tiếp theo trong video là một chiếc Samsung T560. Chiếc này thì giá 1 triệu tư. 1 triệu tư anh em nhá. Ok, và để cho các bạn hấp dẫn một tí thì vào thẳng video xem nào. Có con chiếc con Samsung. Chiếc này là Samsung Z800. Chiếc này giá 800.000. Z800 nhá. Nghe gọi full chức năng, chỉ mỗi tội lỗi wifi thôi. Màn này màn ép kính rồi, giá 800.000. Thanh lý cho các bạn để cho các bạn dùng, nó giá rẻ, cực kỳ là rẻ. Ok anh em, theo đây là còn một chiếc tiếp rẻ. Đây là một chiếc iPhone 6 6 quốc tế. Trông giới thiệu 6 quốc tế 32GB. Quốc tế Mỹ 32GB. Chiếc này là chiếc mình Chiếc mình quên mật khẩu của iCloud nhé. Của khách quên mật khẩu iCloud. Mình đã lắp SIM vào đây này. iCloud này. Chiếc này chuẩn chính chủ đấy, máy chính chủ nhưng mà quên iCloud. Đây mình cho các bạn xem. Mình vào cái mã xác minh 3 bước này. Đây này. Mã xác nhận mật mã có thay đổi số điện thoại này. Mình không bấm nổi thay đổi số được số điện thoại, đây nó có hai số. Số này là số 6789 của mình nhá. Và số này số của cũ của khách trước mình đổi, nhưng mà bây giờ nó đã quên iCloud, nó không cho không sử dụng số này. Thì mình bán thanh lý chiếc này giá 1 triệu mốt thôi. Ai cần chiếc này thì inbox, các bạn cứ lắp SIM và các bạn dùng thôi. Còn các bạn muốn sử dụng ứng dụng thì các bạn muốn tải game thì các bạn bấm vào cái App Store này, AP này, cái A cộng cộng này. Còn cái phần mà còn cái phần iCloud của các bạn vẫn dùng bình thường, cũng không việc gì cả. Còn cái phần cập nhật ấy, thì đây là mình đã tắt rồi thì nó sẽ không bị cập nhật. Giá thanh lý là có 1.100.000 thôi. Các bạn cần thì inbox cho mình nhá. Máy quốc tế zin. Đấy. Một chiếc tiếp theo là một chiếc XR giá rẻ, giá 6.500.000. XR giá rẻ nhá, 6.500.000 nhá. Các bạn inbox luôn cho mình nhá. 6.500.000, màu trắng. 128GB nhá, máy zin đẹp. Đấy, các bạn cần gì cho mình. XR cũng giá cực kỳ là rẻ dành cho các bạn. Đấy. 6.500.000. Ok, một chiếc 8 Plus. 8 Plus này quốc tế zin. Mỗi tội vỡ kính thôi, mình không muốn thay vỏ. Các bạn muốn mua rẻ thì mình bán rẻ cho các bạn, thì chiếc này mới giá cho các bạn với giá là 4 triệu tròn. 4 triệu anh em cần thì inbox cho mình nhá. Một chiếc 8 Plus đen zin giá 5.400.000, màu đen zin nhá, giá 5.400.000, vỏ hơi nhơ nhỡ, các bạn cần hiến mức cho Đức nhá. 5.400.000. Một chiếc XN Max này, hàng ngon này. XN Max hàng ngon thì giá là 8.900.000 nhá anh em nhá. Một chiếc iPhone XN Max hàng ngon 8.900.000. 8.900.000 nhá các bạn nhá. Một chiếc tiếp theo là XS Max đen cũng ngon. Chiếc này là 8.600.000, màu đen. 8.600.000 nha anh em nhé.
ok các bạn, 8.600.000. Một chiếc tiếp theo là 11 Pro Max. Đây thì chiếc này thì mình chung giới thiệu 64GB quốc tế, benzin và zin. Chiếc này mình bán cho các bạn với giá là 12.200.000. 11 Pro Max pin là 88% nhé, giá là 12.200.000 nhé. Anh em cần thì múc cho mình 11 Pro Max giá 12.200.000, hàng nhớ nhớ phải một tí đây thôi, 12.200.000 nhé, múc luôn đi anh em ạ, không phải chờ đợi lâu bởi vì chẳng mấy khi có một chiếc ngon màu xanh xanh như này. 12.000.000 múc luôn anh em nhé, giá 12.000.000. Đây mình quay camera cho các bạn, video nó cực kỳ là nét luôn, nét lắm anh em, anh em múc luôn nhé. Ok, một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Samsung J7 Pro giá 1.700.000 nhé, 1.700.000 nhé. Đằng xa xa còn là iPhone 8, iPad, các bạn cần chiếc nào inbox cho mình nhé. Đây có một chiếc Aro giá 2.500.000 này, một chiếc Oppo A55 này, A55 máy ngon như các kiểu này, giá thanh lý cho các bạn, A55 nhé, máy ngon đẹp keng, giá này giá rất là rẻ, thanh lý cho các bạn với giá có 3.600.000. A55 3.600.000 nhé, máy mới khách mới dùng được 2 tháng. Đấy, dùng được 2 tháng 3.600.000. Ok anh em. Đấy. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì mình về được hai chiếc tab Samsung. Hai chiếc tab Samsung nhé. Đây các bạn nhìn. Màn đẹp keng. Một có hai chiếc, một chiếc thì màn đẹp keng không ám mố. Còn một chiếc thì ám hơi nhẹ nhẹ một xíu. Đấy, đây mình để vào nền trắng cho các bạn xem. Một chiếc màn sáng đẹp keng, đẹp xanh keng này thì mình bán cho các bạn với giá là 4.500.000, 4.600.000. Còn một chiếc này thì là 3.500.000. Thì đây cho mình cho các bạn xem màn. Đấy, màn này là màn AMOLED nha các bạn nhé. Nó nói chung là chiếc này là nó cũng, nó phải nói là cảm ứng nó cực kỳ là nhanh và nhạy. Đấy, màn AMOLED nên các bạn cứ yên tâm. Mình đấy, quên mình bấm vào đây. Đây các bạn nhìn, cảm ứng màn AMOLED, cái màn này các bạn mà làm hỏng lỗi hay cái gì chức năng thì nó rất là màn này nó rất là đắt nhé các bạn nhé. Nên là mình mong nếu mà các bạn dùng những chiếc như này thì phải giữ cực kỳ là giữ màn. Đấy, màn cực kỳ là đắt nhé các bạn nhé. Chiếc này đẹp hơn, đắt hơn 1.000.000. Màn hình này bây giờ trên mạng là nó bán khoảng 3.000.000, hơn 3.000.000 một cái màn, gần 4.000.000 một cái màn, 3.500.000. Nói chung tiền màn với tiền màn hình với tiền máy nó ngang cơ nhau. Nên là các bạn muốn sở hữu một chiếc như này sử dụng ngon như vậy thì các bạn inbox cho Đức. Dùng chiếc này thì nó bao phê luôn, máy zin 100%, nên zin màn zin chưa từng qua ép kính. Đấy, nên là để sở hữu những chiếc máy tab Samsung ngon, đây các bạn nha, nhìn này. Đấy, vỏ đẹp, chiếc này còn xấu xấu một tí nhưng mà chiếc này bên này màn đẹp nó keng luôn. Đấy, giá nó rất là hợp lý cho các bạn, là các bạn cần thì múc luôn cho mình nhé. Giá 3.600.000 và 4.500.000, 3.600.000, 4.500.000. Nên là cho các bạn không phải chờ đợi lâu thì các bạn cứ múc luôn cho mình. Và phía xa xa đằng kia thì mình, phía xa xa đằng kia thì mình còn có khoảng một loạt chiếc iPad Mini 2, còn rất nhiều phía xa xa đằng kia. Các bạn cần chiếc nào thì múc cho mình chiếc đấy nhé. Giá nó từ tầm 2.800.000 đến 3.000.000.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video sau nhé. Bye bye anh em.